Em Ngọc Bình xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lai thuyết của quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về khá là nhiều loại lan để chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Thì cũng là ngày mùng 1 đầu tháng 4 rồi nhỉ các bạn nhỉ. Thì em cũng xin được chúc sức khỏe tất cả mọi người có cái sức khỏe dồi dào và một cái tháng tư mới âm lịch này là gặt hái được nhiều thành công nha các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì em lại tiếp tục về được cáo và Vanda, có cả hàng nguyên bản và hàng tuyển đẹp luôn cho các bạn bán theo từng kg. Đấy, và hình thức bán hàng của em, chúng em sẽ bán hàng gửi COD đi khắp mọi miền tổ quốc cho các bạn. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện, họ phát hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó, và hai số điện thoại để liên lạc với cơ sở chúng em là số 0984754102 và thêm một số nữa là 0967615815 nhé các bạn nhé. Đấy, cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những loại lan mà ngày hôm nay em có cho các bạn luôn, và em sẽ báo giá chi tiết ở đây luôn ạ. Và giá em bán báo ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé mọi người nhé. Đó, như các bạn đang thấy ở đây thì em có những cái giò Vanda, có những giò thì đang có nụ, có những giò thì đã nở bông rồi các bạn ạ. Và đây đều là hàng nguyên bản cả và cũng có cả hàng kg như các bạn nhé. Với cái hàng Vanda này hoa rất là thơm luôn ạ. Đó, như cây này đây thì nó là lúc mới nở thì nó sẽ cho bông màu màu vàng nhé các bạn nhé. Đấy, nó sẽ cho bông màu vàng như này, và chuyển dần là gần lúc cận tàn thì nó sẽ chuyển màu sang màu nâu như các bạn nhé. Đấy, ở đây là một cây Vanda lá xếp này, được dân họ chặt luôn cả khúc cây về cho chúng ta thành nguyên bản luôn đây. Đấy, một cây này chỉ có giá là 100.000 thôi. Đấy, cây Vanda số 1 này là 100.000 nhé các bạn nhé. Đó, lá xếp rất là đẹp ạ. Và tiếp theo đây, một cây này to hơn cây đấy một chút này. Đấy, nó cũng là Vanda nguyên bản và đang ra hoa rất là thơm luôn. Đấy, cây Vanda này thì có giá là 130.000 nhé các bạn nhé. Cây này thì to đẹp hơn cây số 1. Cây số 2 là 130.000 nhé. Đó, và tiếp theo đây là cây số 3, Vanda nguyên bản đấy ạ. Đó, cây nó bám rất sát với gốc cây này, như này. Đấy, rất sát với gốc cây. Cái này về chúng ta chỉ việc treo lên để chơi thôi. Đấy, thì cây số 3 này có giá là 150.000 nha các bạn nhé. 150.000 cho cây số 3 này. Đó, cây này rất là to dài nha các bạn. Cây này phải thế nào, một gang tay này, hai gang và 40 phân luôn này. Đó, và còn tiếp theo đây là một khúc này nữa. Khúc này thì cây hơi cong cong, cũng đều lá xếp cả đấy các bạn. Đấy, về chúng ta treo lên như này là chúng ta chơi thôi. Đấy, cây này thì mới tàn hết hoa rồi. Đó, cây này cũng có giá là 150.000 nhé các bạn nhé. Khúc này gồm có 3 ngọn này, 3 ngọn, 4 ngọn to nhỏ luôn. Đây, một ngọn cây con này nữa này. Đó, cây này đang đẻ cái con nhé các bạn nhé. Đấy, cũng là 150.000 nữa, rất là rẻ ạ. Và tiếp theo đây là một cây ở một khúc nguyên bản này. Đây, đây tiếp đây thì cái cây mẹ này thì lá xếp rất là dài nhé các bạn. Đấy, lá xếp rất là dài này. Cây này cũng dài tầm khoảng 40 phân á, và đang đẻ rất là nhiều cây con, 4 cây con luôn các bạn. Đấy, đang đẻ từ 4 cây con luôn. Cây này có giá là 200.000 này các bạn nhé. Đấy, khúc nguyên bản số 5 này là có giá là 200.000 nhé các bạn. Đấy, chúng em có đề số cho từng khúc cả nhé các bạn nhé. Đấy, cây này lá xếp rất là đẹp luôn, lá rất là khỏe mượt ạ. Đó, khúc số 5 nhé. Và tiếp theo đây thì tôi cho từ bên kia đi cho nó dễ. Đấy, ở đây là khúc số 6 đây. Khúc số 6 này thì cũng lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Gồm có một ngọn to này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngọn. 7 ngọn to nhỏ nhá, 8 ngọn các bạn ạ. 7, 8 ngọn to nhỏ luôn. Đấy, 8 ngọn.
Khúc này thì có giá là 300.000 nhé các bạn. Đấy, 8 ngọn to nhỏ luôn ạ. Về chúng ta treo đứng như này nhé các bạn. Đấy. Nhìn cái thế thì em cầm một tay và một tay cầm máy để quay chi tiết cho các bạn thì thực sự là không thể toát lên được hết cái vẻ đẹp của nó. Đấy. Giò này rất đẹp luôn ạ. Giò 6 nhá, 300.000 ạ. Đấy. Cây rất là đều và hướng về một hướng nhé các bạn nhé. Đấy. Là 300.000 ạ. Còn đây khúc số 7 đây. Khúc số 7 này thì hiện giờ thì đang có hoa rất là nhiều luôn này. Đấy. Ngọn nào cũng đang có hai vòi hoa cả các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà khúc này thì nó không được nhiều lá như khúc còn lại kia. Đó. Khúc này thì cây lá xếp rất là đẹp luôn. Một cây mẹ rất là dài ạ. Đấy, nhưng mà nó kiểu nó bị mất lá khá là nhiều. Đấy. 1 2 3 cây con và một cây mẹ nhé các bạn nhé. Khúc này có giá là 250.000 ạ. Khúc số 7 nhá. 250.000. Và tiếp theo đây là một khúc gồm có hai ngọn nhé các bạn. Đấy, khúc này gồm có ba ngọn. Ba ngọn lá rất to nhá, bản lá to nhất đây. Trong những khúc ở đây rồi. Đấy. Rất là to khỏe ạ. Gồm có ba ngọn nhá và có cả những ngọn cây con nữa này. Đấy. Ba ngọn bản lá rất to nhá. Khúc này có giá là 300.000 nhá các bạn. Đấy. Phải nói là khúc này có cái lá rất là chắc cứng. Ở đây có con sên bám vào này. Sên này là đi theo từ trên núi rồi nhá. Người nhá. Xem con sên này hay quá, ngộ quá các bạn. Đó. Sên này lúc nữa chúng ta sẽ bỏ nó đi. Không thì nó ăn ăn mất rễ của chúng ta. Đấy, lá rất là to đẹp luôn ạ. Đó, khúc này khúc số 9 rồi nhỉ anh nhỉ? Khúc số 9 rồi, đấy, 250.000 ạ. Và còn đây là khúc số 10 đây, khúc này là khúc to nhất và cây cũng là cây đẹp nhất này. Bản lá không to mấy nhưng cây rất là đẹp đẹp nhé các bạn nhé. Bản lá cũng khá là to và bây giờ đang nụ và đang hoa như này nhé các bạn. Đấy. Cây này cho màu đặc trưng là màu nâu luôn này. Đó. Và lá nhăn nhé các bạn nhé. Đó, cây Vanda này là lá nhăn nhé các bạn nhé. Khúc này nhé. Đó. Khúc này gồm có một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Ba ngọn to và rất đẻ rất nhiều cây con nữa nhé các bạn. Đang đẻ rất là nhiều cây con nữa. Đó. Khúc này cái khúc cây của nó cũng tương đối là nặng nên là chỉ thích hợp cho bạn nào mà tiện gửi xe thì em gửi xe cho, hoặc là chấp nhận gửi qua bên bưu điện thì em cũng sẽ gửi hàng cho được ạ. Đấy. Qua là gửi hàng thì riêng khúc này không thì chúng ta chiếu thì gửi chậm thôi để bớt cái tiền cước thôi, chứ còn như khúc này chắc cũng vào tầm độ khoảng 200 tiền cước nếu mà gửi bưu điện, nếu mà ship nhanh. Còn ship chậm thì chắc nó rơi độ hơn 100.000 thôi các bạn ạ. Chắc nó chỉ tầm 100.000 thôi. Đó. Thì khúc này có giá là 400.000 450.000 nhé các bạn nhé. Khúc này có cái giá là 450.000 ạ. Đó. Khúc cây rất là đẹp, lá nhăn nhé các bạn nhé. Vanda lá nhăn nhé. Đó. Và khúc số 11 đây. Khúc số 11 này rất là chụm này. Đấy, khúc số 11 này gồm có một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Rất là chụm và cũng đang có hoa nhé mọi người nhé. Rồi có lúc vận chuyển về là hoa nó bị rụng bớt rồi. Đấy. Khúc này cũng có giá là 300.000 ạ. Đấy, khúc số 11 nhá, đang đẻ rất nhiều cây con nhá, rất là khỏe luôn ạ. Và tiếp theo đây là khúc số 12, gồm có 12 khúc thôi. Đấy. Là khúc này gồm có hai ngọn này. Hai ngọn này là 200.000 nhá các bạn nhá. Khúc số 12 là 200.000 nhá. Cây lá xếp rất là đẹp nhá. Và rồi tiếp theo đây thì những mặt hàng kg mà chúng em có để chia sẻ mọi người. Đấy, cây cũng lá xếp rất đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, đây là hàng kg em bán 150.000 một kg ạ. Đó, hàng rất là rẻ. Đấy, cái này về chúng ta ghép lên cây để chúng ta thuần sau nhé các bạn nhé. Đấy, Vanda 150.000 một kg nhé các bạn. Và còn tiếp theo đây là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo thì em còn có mấy cặp lá xếp đây. Gồm có 3 cặp lá xếp ở đây nha các bạn nhé. Đó. Đây cặp số 1 đây 400.000 này. Đấy, cặp lá xếp nhá. Cây này bản lá rất to. Cái đoạn gốc thì nó hơi cong đây.
Nhưng mà về phần ngọn có lá đây thì cây đang rất là thẳng rồi nhé các bạn nhé. Về chúng ta trồng cái phần cong này xuống chậu nhá. Đó. Cho nó đứng ngọn lên ạ. Bản lá rất là to nhá. Đấy, phần số 1 này gồm có hai cây nhá các bạn. Đây cây này một cây lá xếp rất là thẳng luôn này. Và đang đẻ những cây con nữa đấy. Nhá các bạn nhá. Cái viền lá này nó bị sâu ăn. Đó. Nên là nhìn cũng hơi xấu xấu một tí thôi. Đấy cặp này rất to đẹp, chỉ có giá là 400 nghìn này. Đấy. Cặp số 2 đây. Lá xếp V luôn ạ. Đó, cặp số 2 này lá xếp V luôn ạ, cũng có giá là 400 nghìn một cặp nhé các bạn nhé. Đấy. Cặp số 2 đây ạ. Và đây là cặp số 3, gồm có 3 cặp cáo xếp để chia sẻ mọi người thôi. Đấy. Cặp số 3 cũng có giá là 400 nghìn ạ. Đấy. Nói chung cặp số 3 với cặp số 2 thì nó na ná giống nhau các bạn ạ. Đấy. Cây que thì nó cũng đều là xếp V cả. Đấy. Và cáo thì bây giờ đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy, như còn ở cây này không biết là nụ. Đấy. Cây này thì nụ bị gãy mất nụ rồi. Đấy, nụ dài quá lúc vận chuyển thì gãy nụ này. Đấy. Còn hai cây này thì chưa thấy xuất hiện nụ đâu nhé các bạn nhé. Đó. Còn cây này cũng đang nụ này. Biết cây bên dưới này có nụ không? Có nụ. Đấy. Ui, có nụ nhưng nụ dài quá bị gãy này các bạn. Đó. Nụ nó dài quá bị gãy rồi. Đó. Mỗi cặp là 400 nghìn ạ. Mỗi cặp đều có vẻ đẹp riêng của nó. Và còn tiếp theo đây là hàng cáo cây to đẹp nhá các bạn nhá. Cây to hàng kg ạ. Đấy. Đó. Đang nụ như này đây ạ. Đang dáng hương cẩm báo hàng kg này có giá là 300 nghìn một kg nhá các bạn nhá. Cây rất to đẹp ạ. Chừng khoảng sẽ có chừng khoảng 5 cây cho 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, cây rất là to đẹp ạ. Đó. Chừng khoảng 5 cây 1 kg thôi ạ. Đấy. Hàng này là hàng chọn ra để chia sẻ với mọi người nhé. Và tiếp theo đây thì là lan giáng hương. À đâu, là hạc vĩ bắc. Lan hoặc hạc vĩ bắc thì bây giờ đang mầm rất là to đẹp như này nhé các bạn nhé. Đang mầm lên rất là khỏe ạ. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg ạ. Lan hạc vĩ bắc nhé mọi người nhé. Đấy. Hạc rất là đang lên mầm rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Đó. Đó. Đấy. Hạc rất là đẹp đấy ạ. Đang lên mầm rất là khỏe luôn. 280.000 một kg. Đó. Và tiếp theo ở bên này đây thì em có hoàng thảo vôi để chia sẻ với mọi người nữa đây. Thì cái hoàng thảo vôi thì bây giờ cũng đang lên mầm giống như cái hạc vĩ bắc á. Đó, mầm đang lên rất là khỏe nhá. Đấy. Đang lên mầm rất là xanh mướt luôn ạ. Cái hoàng thảo vôi thì cũng có giá là 280.000 một kg nhá mọi người. Đấy. Về cái hoàng thảo vôi ạ. Và còn tiếp theo đây thì là cái giáng hương tam bảo sắc. Đây giáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Giáng hương tam bảo sắc thì bây giờ đang ra mùa hoa và lác đác còn có những cây vẫn còn đang có nụ như này các bạn nhé. Đấy. Đấy, hàng này chủ yếu là vẫn còn đang có nụ thôi các bạn. Chỉ lác đác một vài cây là đang ra hoa thôi. Đấy. Cây lá xếp rất là đẹp nhé các bạn nhé. Có giá là 300.000 một kg ạ. Về cái giáng hương tam bảo sắc ạ. 300.000 một kg. Loại cây vừa vừa này. Đấy, cây nó sẽ dài độ khoảng 10 hoặc 20 phân. Đó. Cũng có cây nó dài độ khoảng 5 phân nhé các bạn nhé. Lác đác có một vài cây nó nhỏ hơn thôi. Đấy. Và còn ở đây là cây to dài này các bạn. Cây to dài này thì tỷ lệ lá lướt nó lại nhiều hơn. Đấy. Đây là những cái chùm hoa giáng hương tam bảo sắc đây. Hoa rất dài và rất là thơm nhé các bạn nhé. Giáng hương tam bảo sắc thì cho hoa rất là thơm ạ. Đó. Cây rất là dài, bông rất là dài nè. Thơm lắm các bạn. Một chùm hoa như này thôi mà thơm sực nức luôn ạ. Đấy. Cái cây to dài này có giá là 350.000 một kg nhé các bạn nhé. Đó. Chỉ có được vài kg thôi. Hôm nay giáng hương tam bảo sắc về được mỗi loại được mấy kg. Đấy. Cái to dài này là 350.000 một kg ạ. Và còn tiếp theo đây em có lan kiểu dẹt. Đây là lan kiểu dẹt nha mọi người.
Lan kiểu dẹt thì có mấy lạng thôi, chỗ này chỉ có 8 lạng như này. Đó. Lan kiểu dẹt thì có giá là 800.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể mua từ 3 lạng là có khả năng đủ để trồng một giò cỡ như này được các bạn. Đấy, cỡ như này chừng 3 lạng này. Đó. Về chúng ta trồng được một giò rồi. Đó. Đấy. 3 lạng chắc cỡ này. Đấy. Đó, về kiểu dẹt này, lá của nó rất là mỏng nên là rất dễ bị dập nát, nên nhìn nó khá là sơ sát. Chúng tôi về chúng ta trồng lên nhé, lời chăm sóc ạ. Và cây kiểu dẹt thì mùa này vẫn còn đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy, kiểu dẹt, đây là nụ kiểu dẹt đấy ạ, đang ra nụ đấy ạ. Về bông kiểu dẹt thì là cho bông màu vàng, mỡ gà tất cả luôn, cả chùm hoa đều cho bông màu vàng nên là rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Và còn đây là ngọc thạch Lào. Ngọc thạch Lào thì cũng có độ khoảng 1 kg đây thôi, em bán xả cho mọi người. Thì cái phần ngọc thạch này thì có giá là khoảng hơn 2 kg đấy. Phần hơn 1 kg, gần 2 kg. Thì cả phần này là em chia sẻ mọi người là 200.000 nữa nha các bạn nhé. Đấy, phần ngọc thạch rừng Lào này 200.000 ạ. Và còn tiếp theo đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì hôm nay về được lô hàng, nó cũng cây nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đấy, đùi gà tròn này có giá là 180.000 1 kg nha các bạn. Đấy, nó cũng chủ yếu là cây nhỏ nhỏ thôi, không được cây to đẹp mấy đâu. Đó, 180.000 1 kg nhá, đùi gà tròn ạ. Và còn tiếp theo đây là lan kim điệp này. Đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 150.000 1 kg ạ. Kim điệp xuân bây giờ đang lên những mầm gốc này nhé các bạn nhé. Đấy, 150.000 1 kg. Và còn tiếp theo đây là lan hương rừng. Hương rừng có giá là 220.000 1 kg ạ. Hương rừng bây giờ cũng đang lên những mầm gốc nhé các bạn nhé. Đấy, 220.000 1 kg. Và tiếp theo đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì mùa này nó đang xuống hết lá rồi các bạn. Hoàng thảo xoắn mới tàn hoa. Đây, như thân ở đây còn lác đác được một bông hoa này. Đó, cái hoàng thảo xoắn ạ. Thì hoàng thảo xoắn có giá là 280.000 1 kg nhé các bạn nhé, về cái hoàng thảo xoắn nhé. Đó. Và còn ở đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột thì có 3 bó đây, nhưng mà nó chả đều nhau đâu. Đây, lan đuôi chuột thì 3 bó này thì thôi thì để chia ra làm sao cho nó 3 bó đều đều nhau. Mỗi bó là 50.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, có 3 bó duy nhất thôi. Đấy. Và còn tiếp theo đây là lan kiểu vuông. Đây là lan kiểu vuông kiểu mỡ gà nhé các bạn. Lan kiểu vuông kiểu mỡ gà nhé. Thì cái lan kiểu vuông này có giá là 250.000 1 kg nhé. Đó. Còn ở đây là lan kiểu tím này. Lan kiểu tím này em bán cái mức giá hàng giống cho mọi người là 280.000 1 kg nhé các bạn. Cái này thì hàng nó hơi rời rời rồi nên là cũng có giá rất là rẻ luôn, 280.000 ạ. Và còn đây là lan kiểu vàng. Kiểu vàng này thì em bán xả hàng cho mọi người là 150.000 1 kg thôi. Đấy, hàng này em bán xả hàng mọi người nhé, 150.000 1 kg ạ. Cây bây giờ đang lên mầm gốc rồi này các bạn này. Đó, cái kiểu vàng này. Đấy. Và còn đây là kiểu vuông Lào. Kiểu vuông rừng Lào này, kiểu vuông thân ngắn nhé mọi người nhé, cho bông màu vàng ạ. Thì cái kiểu vuông thân ngắn này có giá là 200.000 1 kg nhé mọi người. Đấy, 200.000 1 kg ạ. Và còn tiếp theo đây là lan ngọc thạch Bắc. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ bay đồng thời vừa lên mầm gốc như này và cũng đang cho bông nhé mọi người nhé. Đấy, cây bây giờ đang ra nụ như này nhé các bạn. Đấy, cái ngọc thạch này. Đấy, nụ rất là nhiều luôn ạ. Đây, đây những thân đang nụ đây. Nụ đang rất là to rồi. Cái này chừng một tuần sau nữa là nở bông thôi. Đấy, nụ đang chi chít nha mọi người nhé. Đấy, những cái nụ trắng toát này. Ngọc thạch Bắc này có giá là 200.000 1 kg nha mọi người. Đó, ngọc thạch Bắc ạ. Và còn ở đây là lan hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua thì có giá là 150.000 1 kg thôi mọi người. Đấy, hoàng thảo môi tua cũng về được có mấy kg thôi ạ.
đây cái hoàng thảo mui tua này đó. Và còn tiếp theo ở đây em có lan chồn bắc nha mọi người, ở đây em có lan chồn bắc ạ. Lan chồn bắc này có giá là 250.000 một kg nha mọi người. Đấy đó, cây lan chồn bắc thì bây giờ đang là mùa hoa nên là những cái chùm hoa rất là cần tàn hết rồi này mọi người này, như cây này hai vòi hoa luôn. Đấy, đây là những cái vòi hoa mà ngọc thạch bắc đây, có những cây nó bị gãy mất hết nụ này. Đấy đó, như cây này đây cũng bị hỏng bông này đó, đây như cây này đây cũng hỏng bông rồi này đó. Lúc khai thác về như cây này vẫn còn đang có nụ đây các bạn, đấy như cây này vẫn đang nụ đấy ạ. Đấy bây giờ đang là mùa hoa mà, đấy thì những cây nào chưa thấy có bông thì sắp tới nó sẽ nở bông nha mọi người nhá, về ngọc thạch bắc ạ. Đó như cây này hỏng hết nụ này, lúc khai thác về dân họ cũng cắt luôn cái bông đi. Đấy như cây này thì cây này cũng được bị cắt nụ này. Đấy về cái chồn bắc này có giá là 250.000 một kg nhé mọi người nhé. Đó đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người, và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại mà em đã đề cập ở đầu clip nhé. Em Bang hoặc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Trung Quốc nhé.